Vâng, và em Nhi cũng như là em Thảo đầu gỗ Sơn Đông xin kính chào quý khán giả. Và để tiếp tục chuỗi series về những sản phẩm mang phong cách hoàng gia của viện luxury tại công ty Sơn Đông, đặc biệt là nằm trong phiên bản giới hạn năm 2023, ngày hôm nay hai chúng em sẽ review một sản phẩm cực kỳ đặc biệt mang cả giá trị về vật chất và lẫn tinh thần. Và bộ sofa này ắt hẳn đã nằm trong tầm ngắm của các vị đại gia Việt từ lâu rồi. Nó mang lại sự giá trị bởi vì nó được làm từ chất liệu là gỗ nguyên khối. Đó, như mọi người biết thì gỗ nguyên khối cực kỳ giá trị và được làm từ chất liệu gỗ gì thì sau đây em và Gia Nhi sẽ cùng với mọi người tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Và không để quý khán giả chờ đợi lâu thì mời quý khán giả hãy theo chân hai tụi em nha. Và hiện tại em và Gia Nhi đang trực tiếp trải nghiệm trên cái bộ sofa hoàng gia này. Và nó có tên gọi là sofa hoàng gia Super Luxury, phiên bản giới hạn năm 2023. Và không biết là trước khi Gia Nhi cùng với Ngọc Thảo là tiết lộ về cái nguồn chất liệu của cái bộ sản phẩm này, thì có quý khán giả nào đón được cái nguồn chất liệu để tạo nên cái bộ sofa này là gì hay không? Thì hãy comment bên dưới cho hai đứa em cùng biết với nhé. Và theo Ngọc Thảo thì về cái chất liệu gỗ này thì nó có điểm gì đặc biệt so với những cái sản phẩm thông thường, đặc biệt là đối với những cái mẫu sofa hàng gia ở bên ngoài thị trường ạ? Như mọi người đã thấy trên màn hình, trực tiếp thấy trên màn hình, làm nên cái bộ sofa này sẽ được làm là gỗ nguyên khối. Như cái phần tựa lưng thì phải làm là gỗ nguyên khối, lộng công từ một cái khối gỗ rất là lớn. Và khác biệt so với ngoài thị trường á, thì em không biết như thế nào, nhưng mà đa số sẽ làm là ghép. Ghép rất nhiều tấm ở phần tựa lưng, nhưng mà Sơn Đông đặc biệt là sẽ chọn những cái khối gỗ tốt nhất và lớn nhất để mà tạo ra một cái phần tựa lưng nguyên khối. Một xíu thì em sẽ quay cận cho mọi người xem nha. Và để tìm được một cái nguồn gỗ đáp ứng được những cái khối gỗ to mà nó đảm bảo được cái phần nguyên khối như vậy á, thì nó không phải là dễ dàng và nó cũng không phải là tràn lan có sẵn trên thị trường. Và điều đặc biệt ở đây á, đối với cái nguồn chất liệu gỗ này thì bên công ty Sơn Đông tuyển chọn rất là kỹ. Từ những cái phần gỗ thịt nè, gỗ không tim, không giác, và đặc biệt là những cái đường vân gỗ được chọn lọc rất là kỹ càng. Minh chứng như thế nào thì xin mời quý khán giả có thể nhìn cận hơn về những cái phần bề mặt của sản phẩm, như là về phần mặt bàn nè, mặt ngồi, hoặc là bất cứ một cái phần nào của một cái bộ phận trên cái sản phẩm bên công ty Sơn Đông. Sơn Đông đã mạnh dạn đầu tư cho cái khâu chất liệu nè và chế tác vô cùng kỳ công. Những người nghệ nhân đã chọn ra những cái khối gỗ to nhất, chất lượng nhất để cái đường kính của nó đạt được chuẩn là 100 cm, lọc nên những cái phần tựa lưng cong nguyên khối hoàn hảo. Và đây là điểm đặc biệt tạo nên giá trị vượt trội của sản phẩm, cũng như thể hiện đẳng cấp khi mà gia chủ sở hữu nó ha. Và bây giờ thì Gia Nhi sẽ tiết lộ cái chất liệu gỗ mà hình thành nên cái bộ ghế này là sản phẩm như thế nào nha. Và cái nguồn chất liệu để tạo nên được cái mẫu sofa hoàng gia luxury này đó chính là cái dòng chất liệu gỗ gò đỏ. Và nguồn gốc xuất xứ của nó là từ Nam Phi. Và đây là loại gỗ gò đỏ Pachi, một trong những dòng gỗ gò đỏ có những cái tính chất cực kỳ tốt. Và điều đặc biệt hơn hết, đây cũng là một trong những loại gỗ hầu như là rất là hiếm để phù hợp với những cái phần gỗ nguyên khối. Ví dụ như là những cái phần gỗ như là gò đỏ hoặc là gỗ những cái phần hương đá khác á, những cái nơi khác á, thì nó sẽ không phù hợp hơn bằng cái loại gỗ gò đỏ Pachi này. Đó, nó có thể đảm bảo được những cái điều kiện khắc nghiệt và nó có thể là hạn chế tối đa cái việc nứt nẻ cong vênh cũng như là con ốc xảy ra. Đó. Và quý khán giả nhìn thấy là cái màu sắc của cái bộ sản phẩm này như thế nào, và nêu được cái cảm nhận, có thấy được cái cảm nhận như thế nào khi mà chúng ta nhìn lên được cái vẻ bề ngoài của sản phẩm không ạ? Về độ bền á, thì gỗ gò đỏ thì nó sẽ có cái độ bền cao, kháng mục và có cái tính chất là cứng chắc này, đó, chống mối mọt và chống cong vênh cực kỳ cao. Do đó bộ sofa này có thể chịu lực khi mà sử dụng hàng ngày á, thì sẽ kéo dài thời gian ra mà không bị mất dáng hay là bị hư hỏng gì ha. Và với một điều nữa đó chính là những cái phần khối gỗ lớn như thế này thì chắc chắn Sơn Đông phải tẩm sấy vô cùng kỹ lưỡng trước khi đưa vào hoạt động và thi công chế tác. Cho nên là khi mọi người sử dụng thì cứ yên tâm về sản phẩm ha. Và một trong những cái điều gọi là thế mạnh của gỗ đỏ thì đây là một cái dòng gỗ có khả năng giữ được cái dáng rất là tốt, và nó không bị cong vênh hoặc là co rút
khi mà cái điều kiện khắc nghiệt xảy ra như là về thay đổi độ ẩm hoặc là thời tiết khí hậu. Và điều này đảm bảo rằng một cái bộ sofa hàng gia tại công ty Sơn Đông khi đã được lựa chọn rất là kỹ lưỡng và ngoài ra đã được thêm một cái phần đó là tẩm sấy gỗ thì nó sẽ không bị biến dạng hoặc gây ra một bất cứ một cái bất tiện gì khi chúng ta sử dụng trong một cái thời gian sau này. Và do đó mà việc lựa chọn cái những cái món nội thất mà làm bằng gỗ tự nhiên 100% á, là sự lựa chọn vô cùng đúng đắn, bởi vì nó bền, nó chất lượng và nó cực kỳ giá trị về sau. Và đến với một phần không thể thiếu trong cái phong cách mà tạo nên cái bộ sofa này, đó chính là về phần kiểu dáng. Kiểu dáng thì thuộc theo dạng là cổ điển hoàng gia đó, nhưng như là mọi người thấy trên màn hình là cái bộ này á, sẽ được đục chạm rất là nhiều và kết hợp thêm những cái đường lai đen vô cùng độc đáo và hoàn mỹ, tạo nên cho sản phẩm có chiều sâu. Và để được tạo hình nên được những cái phong cách hoàng gia này gọi là hoàn hảo nhất có thể thì công ty Sơn Đông lấy cái hình ảnh chủ đạo đó chính là những cái hình ảnh về hoa lá tây và hoa hồng, và sẽ được đi máy để tạo nên được những cái phần hoa văn hai bên cân xứng với nhau. Sau đó sẽ được các đội ngũ thợ tại công ty Sơn Đông sẽ tỉa tót lại bằng tay hoàn toàn, tạo nên được những cái đường đục chạm rất là sâu, rất là kênh bông và rất là uyển chuyển, tạo nên các sản phẩm phải nói là rất là có hồn. Và quý khán giả có thể nhìn kỹ hơn vào một cái ghế đơn chẳng hạn. Đối với cái phần một cái sofa đơn như thế này thì cái phần mà đục chạm và tạo hình những cái hình ảnh hoa lá tây như là bộ phận ở bên trên gương chương ghế nè, hai bên tay ghế, hai bên tay vịn, cũng như là cái phần yếm và cái phần chân. Và để tạo lên được một cái kiểu dáng mang phong cách của người phương Tây nhưng mà lại phù hợp với những người phương Đông, những người châu Á như của chúng ta, thì đội ngũ Sơn Đông phải bắt buộc đưa ra một cái bài toán rất là khó, làm sao tạo nên được những cái dáng ghế nó vừa mang được cái vẻ đẹp sang trọng đẳng cấp nhưng không quá cầu kỳ, quá gọi là rối mắt, và phải phù hợp với dáng ngồi của những người Việt Nam hoặc là những người phương Đông của chúng ta. Và cơ bản nhất đó chính là những cái sản phẩm như thế này đó. Quý khán giả khi mà ngồi hoặc là đã được trải nghiệm trực tiếp tại cái mẫu sofa hàng gia tại công ty Sơn Đông đều đưa ra được những cái ý kiến rất là hay. Và cũng xin Sơn Đông cũng xin cảm ơn rất là nhiều đối với những quý khách hàng đã có được những cái sự trải nghiệm và góp ý để Sơn Đông có thể ngày càng cải thiện hơn về những cái mẫu mã sau này. Và với cái mẫu sofa hàng gia này thì công ty Sơn Đông vừa mới cải tiến thêm một cái chút ít, đó chính là một cái phần chương ghế nó hơi cao hơn so với những cái mẫu sofa hàng gia cũ, cho nên mình ngồi vào mình cảm thấy nó rất là phong thái, rất là đẳng cấp hơn. Mình nhìn ngồi mình vào mình cũng thấy rất là tự tin, và cái sản phẩm của mình có thể là tự tin hơn khi mà mình giới thiệu đối với khách hàng của mình. Và với những bộ sofa hoàng gia nguyên khối như thế này thì khi mà vừa nhìn vào thì mọi người có thể nhầm tưởng là cái bộ này là sẽ bọc nệm đúng không ạ, ở phần tựa lưng đây, nhưng mà thực tế nó được làm bằng gỗ hoàn toàn 100%, như những cái mà ghế đơn như thế này thì mọi người có thể nhìn vào đây, được đóng nút giả nệm bằng những cái hình nút chạy lai đen. Đây, lai đen này là làm thủ công hết luôn nha mọi người, cho nên là thực sự rất là kỳ công. Và để mà tạo ra một cái khối gỗ nguyên khối như này á thì phải mất rất là nhiều thời gian và như cái đợt đầu. Và như cái hồi nãy em đã nói á, là nó sẽ lựa chọn gỗ, tuyển gỗ rất là kỹ lưỡng từ một cái khối gỗ lớn mà hình thành nên những cái tấm cái gì quên rồi. Và hình thành lên những cái tấm tựa lưng như thế này ha. Đấy. Và nhìn vào thì mọi người có thể thấy là cái sự sắc nét cũng như là cái độ dày dặn của cái tựa lưng và phần chương ghế này. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phần chương ghế, là những hình ảnh đục chạm hoa lá tây vô cùng sắc nét. Và những cái hình ảnh này thì sẽ được đục chạm tay từ những người nghệ nhân lành nghề, phải mất 6 tháng để mà tạo nên một cái bộ sofa này, rất là kỳ công và cực kỳ chiếm thời gian rất là nhiều ha. Và bây giờ thì Gia Nhi mời Ngọc Thảo hỗ trợ ngồi vào trong một cái sofa đôi, và nhờ cameraman sẽ quay cận hơn một chút xíu nữa khi mà cơ thể người mình ngồi vào cái sản phẩm á. Và sau khi mà khảo sát trên rất là nhiều khách hàng tại công ty Sơn Đông, đó là chính là cái phần mặt ngồi và cái phần mặt lõm. Đây là những cái phần mặt ngồi thay vì được làm cái dạng mà gọi là phẳng lì đó, thì khi mà mình ngồi một thời gian lâu á, có thể nói là nó hơi bị ê ngon một chút xíu. Nhưng mà đối với cái sản phẩm này á, công ty Sơn Đông đã cải tiến rất là nhiều, tạo nên được những cái phần lõm trên cái mặt ngồi như thế này nè, nó uốn lượn theo cả cơ thể người đó. Và khi mà chúng ta ngồi vào,
tạo nên được một cái cảm giác rất là thoải mái. Tuy ngồi trên mặt gỗ nhưng mà nó không có gây cái cảm giác gọi là quá đanh cứng hoặc là quá khó chịu khi mà chúng ta ngồi vào. Vẫn cái cảm giác rất là thoải mái khi mà chúng ta ngồi nhẹ. Và không biết là quý khán giả có tinh ý hơn hoặc là có nhận ra thêm một những cái điều gì mà gọi là khác biệt giữa những cái sản phẩm từ công ty Sơn Đông so với những cái mặt hàng ngoài bên thị trường á, thì hãy comment bên dưới để cho tụi em biết, cũng như là được có thể là nhiều khi cũng có thể cải thiện hơn về cái sản phẩm tiếp theo, đúng không? Đó. Sơn Đông thì thật chất là rất cần nhiều sự góp ý từ quý vị khách hàng để ngày càng phát triển hơn trong cái thị trường nội thất sắp tới, và cũng như là phát triển ngày càng cao hơn để giúp cho quý khách hàng là mang những cái món nội thất chất lượng nhất đến tay khách hàng để khách hàng sử dụng một cách hài lòng nhất có thể. Và không biết là quý khán giả có những cảm nhận như thế nào, nhưng mà riêng biệt đối với Gia Nhi thì bộ sofa hàng giao cung cấp luxury này nó không chỉ đơn thuần là một cái món nội thất vô chi vô giác, và đó là tất cả những cái tâm huyết của đội ngũ anh em công ty Sơn Đông muốn truyền tải một cái gọi là vẻ đẹp về phong cách hoàng gia một cách trọn vẹn qua cái sản phẩm này. Và không biết là đối với những quý khách hàng nào mà đang quan tâm về những cái đẹp, yêu thích về nghệ thuật và đặc biệt là quan tâm thật sự đến về cái chất lượng cho nội thất không gian của nhà mình, thì hãy liên hệ ngay cho em Nhi qua số điện thoại là 0972 636 709 để có thể hỗ trợ cũng như là tư vấn chi tiết hơn về những cái sản phẩm tại công ty Sơn Đông, đặc biệt là cái mẫu sofa hàng gia ngày hôm nay. Và kết thúc phần 1 ở đây thì về kích thước chi tiết của bộ sản phẩm và kiểu như là màu sắc vân gỗ, thì xin mời mọi người đón tiếp phần 2 là vào 10:30 ngày 29 tháng 9 năm 2023, thì em sẽ giới thiệu chi tiết và cũng như là đi sâu vào những cái thông số đặc biệt của bộ bàn ghế này cho mọi người cùng tham khảo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.